Một cái con Marantz ND8006, nói thật là khách mới xài có 10 ngày thôi, nhưng mà vì nhu cầu nâng cấp lên cái dòng cao hơn nên khách bán lại cái giá rẻ hơn tới 10 triệu so với hàng mới khui thùng. Nên cái này thì nó giống như là mới thôi, tại vì mới có 10 ngày nhưng mà đã xài rồi thì phải chấp nhận lỗ thôi. Và con này thì 20 triệu 500 ngàn Marantz ND8006, khách nói là mua lúc đó là khoảng hơn 30 nha, thì lỗ 10 triệu rồi đó. Nhưng mà nói chung là chúng ta xài con này thì quá lợi luôn, quá lợi luôn. Nếu bạn mua hàng new thì có cái cảm giác là khui ra mới thôi, chứ còn cái con này thì cũng không khác gì. Và đây là một cái con sản xuất tại Nhật Bản, dòng phải nói là nguyên hồn audio thì bán phải trên dưới 50 con, trên dưới 50 con, rất là được phản hồi tích cực từ khách hàng, xài rất là ok so với tầm tiền. Giá niêm yết của nó thì là 39 triệu 800, còn mình bán 20 triệu 500 nha. Những sản phẩm mình bán luôn báo giá trong video clip, có nhiều lúc thì mình quên nói lúc đầu nhưng mà lúc sau mình báo giá, nên các bạn cứ nghe cái giá nha. Chứ nhiều khi mình kể cái tiêu đề là mình kêu rẻ, khách lỗ 10 triệu thì các bạn tưởng đâu là bán 10 triệu nữa, nhưng thật sự là 20 triệu 500 ngàn, khách mua hơn 30. Đây, tem của Đông Thành Hòa Phúc này, sản xuất tại Nhật Bản. Con này mình bán nhiều rồi nên cái mình cũng có hàng mới luôn, nên các bạn cứ có nhu cầu hàng mới thì mình bán luôn hàng mới. Con này là hàng lớp nha, khách mới mua ngày 15 tháng 4 thôi, nhưng mà giờ anh khách này đã mê quá, bữa đổi nâng cấp lên cái dòng của Macintosh nên bây giờ chấp nhận lỗ thôi. Không có keo ca gì đâu, khách rất là dễ dàng thôi. Còn bạn nào muốn mua ấy thì cứ gọi cho mình, giá 20 triệu 500, 32 bit made in Japan, CD, music server, đọc USB HDD, SSD, SSD chứ, chơi stream nhạc, có wifi, có mạng LAN. Rồi, máy của chúng ta này, nhiên nguồn, phiếu bảo hành ngày 15 tháng 4 đó, remote à, đây đầy đủ hết, quá ngon luôn. So với giá mới thì chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều. Cơ hội này chỉ đến một lần, khó mà có ai mà mới mua mà bán lại như thế này, trừ khi là một là người ta kẹt quá, hai là nâng cấp gì mà người ta ghiền quá thôi, chứ còn bán lại lỗ như thế này rất là ít khách nào chấp nhận đâu. Nên bây giờ mình sẽ đem ra và giới thiệu sơ qua các chức năng của máy, sau đó mình sẽ test thêm một bản nhạc cho bạn nghe luôn nha. Cái máy của chúng ta ngày hôm nay, nói chung là các bạn cần xem những cái chức năng mà mình có thử thì có thể xem những cái con mới mình quay, còn con này thì nó cũng như vậy thôi. Lát là mình đem vào mình test nhạc luôn chứ mình không có phải là hướng dẫn gì nữa đâu. Trước là bên tay trái là cái cổng USB để chúng ta cắm USB, SSD hoặc là ổ HDD. Ở giữa là cửa đĩa để chúng ta chơi CD. Các cái nút điều hướng để chúng ta chọn. Các cái nút play stop power ra đĩa remote. Hai cái anten wifi mình bỏ ở trong thùng nha. Wifi và bluetooth. Máy của chúng ta là được lắp ráp tại Nhật Bản. Và ngoài chức năng chúng ta chơi bằng thông dụng là lấy remote điều khiển thì bạn có thể cài cái phần mềm Heal để chúng ta điều khiển bằng, chúng ta sẽ điều khiển bằng wifi hoặc là mạng có dây, rất là tiện lợi. Cái phần mềm Heal này thì mình đã hướng dẫn cách cài, chúng ta chỉ cần lên cái Google Store hoặc là CH Play để chúng ta cài về. Tem bảo hành này, họ tháng 4 nha, phía sau này. Nói chung là mới, có thể là gọi là hàng mới luôn cũng được. Rất là các cái cổng kết nối, chúng ta có hai cổng cáp quang, một đồng trục và một máy tính nha. Bây giờ mình đem vào trong mình gắn vào mình thử nhạc trên Spotify cho các bạn nghe, và giá là 20 triệu 500 ngàn, máy mới hoàn toàn luôn nhưng mà khách đã sử dụng vài lần
còn bảo hành 24 tháng trừ ra 10 ngày tính từ cái ngày hôm nay nha. Còn nếu vài ngày nữa mới bán thì trừ ra thêm vài ngày nữa. Đó là cái app Heo này nè. Thì khi mà chúng ta cắm điện vào, chúng ta cài wifi cho máy này, thì cái điện thoại của chúng ta cũng wifi cùng một trong một nhà, thì cái Heo này nó sẽ kết nối để chúng ta có thể chọn nhạc, lựa chọn nhạc, play đĩa, chọn đường vào, cáp quang, đồng trục, máy tính, bluetooth, rất là nhiều chức năng. Thay thế cái remote mà chúng ta có thể ngồi ở vị trí xa, không cần ngồi gần màn hình để điều khiển, rất là tiện lợi. Rồi, bên mình có bán USB chép sẵn nhạc chất lượng cao, loại 128GB là 800.000, còn loại 1000GB SSD là 2.500.000 nha. Paris 1956, number 9 Rue Gillecourt. Word is out and everybody's beating on the door. Madame Rachou will let you in. Just smile and ring the bell. Welcome to Nirvana at the Beat Hotel. Sweet smell of Pernod, a Gauloise cigarette. It's a cosmic congregation, but you ain't seen nothing yet. It's an open invitation, an existential clientele, all looking for Nirvana at the Beat Hotel. They looked for it in New York City, in San Francisco Bay. They looked for it in bebop jazz, and it blew them all away. They tried out every avenue and then said, what the hell? We'll look for it in Paris at the Beat Hotel. Burroughs came up from Tangiers, Ginsberg from New York, Kerouac came up from Italy and slept out in the park. Gregory Corso came and went, and where he's at no one can tell. He's still looking for Nirvana at the Beat Hotel. Take me to your leader, take me to the man. Someone has got the answer, someone's got the perfect plan. If you're lurking in the alleys, if you're lurking in the bars, you'll find us in the gutter, looking at the stars. This ragged band of poets, Christians, Buddhists, Jews, a new beat generation searching for the muse. Some found it in the arms of a mystic mademoiselle looking for Nirvana at the Beat Hotel. The rooms count up to 41, but you can sleep out in the hall. For a few centimes you can get a drink and write your poems on the wall. And the marijuana mixes with the Turkish toilet smell. It's all part of Nirvana at the Beat Hotel. Alex Campbell strums an old guitar someone picked up in Spain. Ginsberg's howling poetry and Kerouac's drunk again. The rent is overdue, there must be something they can sell. Maybe they can sell Nirvana at the Beat Hotel. Someone's taking photographs, Janine takes off her clothes. Marlene's meditating and concentrating on her toes. Jasmine hides in room 16 and curls up in her shell. She's communing with Nirvana at the Beat Hotel. Take me to your leader, take me to the man.
Someone has got the answer, someone's got the perfect plan. If you're looking in the alleys, if you're lurking in the bars, you'll find us in the gutter, looking at the stars. They did it for the journey, and not for getting there. Fame is in a whisper when you pay the taxi fare. It's just this side of heaven and a long, long way from hell. It's somewhere in Nirvana at the Beat Hotel. Nothing lasts forever, and forever's in a rhyme. It's a Buddha-like connection, and everybody has their time. If you want to drink the water, got to dig into the well, and maybe then you'll find Nirvana at the Beat Hotel. It was over by 1963 and everyone had gone, but they'd opened up the road and the revolution was getting won. And when the poems were painted over and they rang the final bell, it was goodbye to Nirvana at the Beat Hotel. The myth is stronger than the truth, and the truth can sometimes lie. To see it all for what it was, you need an uncorrupted eye. Was the journey worth it? Only time would tell. Still looking for Nirvana at the Beat Hotel. Take me to your leader, take me to the man. Someone has got the answer, someone's got the perfect plan. If you're lurking in the alleys, if you're lurking in the bars, you'll find us in the gutter, looking at the stars. Looking at the stars. We're looking at the stars.